Muốn yêu thì sẽ yêu, nhưng từ lúc muốn đến lúc yêu thật cũng phải bao nhiêu tình cờ, bao nhiêu dịp may. Giờ thì mình yêu rồi. Chưa nghĩ đến cuộc gặp Thu hôm 30 Tết, bà tự nhủ. Mình yêu rồi, và có lẽ Thu đã yêu mình. Thu có lẽ yêu mình ngay từ hôm gặp trên xe điện. Nhưng hôm 30 vừa rồi, mình mới được biết Thu yêu mình. Chàng giở cuốn sổ tay dùng để ghi những việc quan trọng trong đời. Những đoạn nói về việc nào có tính cách thân mật, chàng viết theo một lối riêng và chỉ có mình chàng đọc được thôi. Chàng lẩm nhẩm đọc. Mùng 6 tháng 10, hai con mắt đẹp. Sao mình vui thế? Có lẽ mình đã tìm thấy người yêu. Thu, không biết rồi em sẽ ra sao? 29 tháng 10, đến nhà với Mỹ. Chủ nhật nắng, trời đẹp quá. Cái áo lụa trắng và hai con mắt đen ở sau những lá han. Nhìn mình chắc là để ý đến mình. Sao mình lại buồn quá thế? Sao lại chán nản? Rồi đến hơn một trang sách biên chép toàn những việc không có liên lạc gì đến Thu. Chàng nhớ lại nỗi buồn nản của chàng hôm ở nhà Thu ra về. Hồi ấy Trương chưa yêu lắm như chàng tưởng, nên Trương thấy công việc về tình ái khó khăn và phiền phức. Chàng chưa có đủ can đảm đợi dình hàng ngày để được trông thấy mặt Thu. Chàng cho rằng nếu tiện yêu thì yêu, và tôi không nghĩ đến việc ấy nữa, phó mặc cho sự tình cờ. 28 tháng 11 vô ích. Nếu phải khó nhọc Thu mới yêu mình thì tình yêu ấy không phải do duyên trời, chắc là sau mình sẽ khó chịu. Sau hôm viết mấy dòng ấy, sự tình cờ quả nhiên xui Trương gặp Thu ở trong hiệu Goda. Thu đi với Mỹ và hai cô bạn. Trông choáng thấy Trương, nàng kéo tay Mỹ. Kìa anh, ông Trương. Trương nhận thấy trong cái cử chỉ đó nỗi vui mừng tự nhiên của Thu khi gặp chàng. Từ hôm đó, Trương có ý làm thân với Mỹ và lại chơi nhà Mỹ luôn. Nhưng lần nào cũng đến với Hợp và Mỹ. Hôm 30 Tết, lần đầu Trương đến một mình, lấy cớ tìm Mỹ có việc cần. Thu ra phòng khách tiếp Trương, nói Mỹ đi vắng. Trương cau mày ra vẻ khó chịu lắm. Thu đưa thuốc lá cho Trương, hỏi. Chắc là việc cần kíp lắm. Trương đáp. Việc cũng không lấy gì làm cần. Chàng thấy Thu mỉm cười, hình như có ý bảo. Thế sao anh ta lại cau mày khó chịu? Chàng cũng nhận thấy lúc này mình cau mày là vô lý. Thu đánh rơi bao thuốc lá, hai người cùng cúi xuống nhặt và cùng cố đánh cho khỏi chạm vào nhau. Lúc ngẩng lên, Trường ngẫm nghĩ. Sao Thu lại có vẻ sung sướng thế kia? Đột nhiên Thu hỏi. Năm nay anh ăn Tết ở đâu? Tôi ăn Tết ở đây, nghĩa là ở Hà Nội. Thế à, anh không về quê? Tôi không có quê, tôi ăn Tết một mình. Thế à, ăn Tết một mình thì chắc buồn lắm. Trường chép miệng nói giọng đùa. Cũng chẳng buồn, tôi quen rồi, và lại cố nhiên là tôi phải ăn Tết một mình, vì tôi chỉ có một mình. Chàng thấy Thu chăm chú nghe mình, như cho điều chàng sống cô độc là thích. Trường cầm mũ chào Thu. Thu tiễn chàng ra cửa, và trong lúc lảng nhảng ra một bên để nhường chỗ, nàng nói thật khẽ và vội vàng, hình như không muốn cho Trương để ý đến. Mùng ba Tết anh lại đánh bạc cho vui. Trương cũng không trả lời, làm như không nghe thấy câu nói ấy. Lúc chàng sắp bước xuống bậc hiên, chàng thấy Thu đứng nhìn ra ngoài phố nói một mình. Chiều 30 Tết rời trông buồn lạ. Chàng quay lại và mắt hai người lặng nhìn nhau một lúc. Trương nói, tôi cũng vừa định nói thế xong. Cuộc gặp gỡ chỉ thế thôi, nhưng không hiểu tại sao Trương thấy rõ là Thu có thể sẽ yêu mình. Cái cảm tưởng ấy không dựa vào một câu nói, một cử chỉ nào rõ rệt của Thu cả, mà chính lại dựa vào những thứ không rõ rệt của câu nói, của những cử chỉ vu vơ mà riêng hôm đó chàng đã nhận thấy. Trương đọc trong cuốn sổ tay mấy dòng biên về ngày hôm đó. 30 Tết, Thu không dám đương nhiên nói một câu mời rất tự nhiên. Một chứng cứ là Thu yêu mình. Tại sao Thu lại thấy chiều 30 Tết là buồn? Hai chứng cớ là Thu yêu mình. Trương mỉm cười với câu chưa có ý nghĩa khôi hài. Chàng rút bút máy biên thêm. Trương, Thu bắt đầu yêu nhau.
chàng sung sướng khi có ý viết thêm hai chữ Trương Thu liền sát thành một chữ. Đến gần nhà Thu, Trương bỏ cuốn sổ vào túi, chăm chú nhìn mấy cái cửa sổ sơn màu vàng nâu cánh mở rộng. Ở một chiếc cửa sổ về phía rào sắt có tua màn đen trắng, Trương đoán là buồng của Thu nằm. Chàng mong ngay lúc đó Thu hiện ra ở khung cửa để chàng hỏi thăm đến Mỹ và làm như nhân tiện ghé qua vào thăm một lát. Chàng đi chậm bước lại đợi, vì nếu đi quá chàng sẽ quay trở lại rồi đi lần thứ hai. Cử chỉ ấy chàng thấy trước là sẽ buồn cười cho người nào đứng ở trong nhà nhìn thấy, mà hơn nữa nếu người ấy lại là Thu. Không thấy ai cả, Trương quả quyết bước vào cổng nhà. Tuy lúc đi chàng đã định bụng nếu không gặp ai ở cửa thì không vào, nhưng chàng vào chỉ vì không có can đảm quay lại để đi qua cửa sổ ấy một lần nữa. Vào đến vườn, Trương thấy mình đã bạo dạn quá. Không phải vì đến nhà Thu, nhưng chính vì đến vào ngày mùng 3 Tết, theo đúng lời mời của Thu. Giá hôm 30 chàng trả lời hẳn ra rằng đến hay không đến thì xong chuyện. Chàng lại làm như không nghe thấy câu mời của Thu. Đến tức là đã mắc mưu Thu, và ngầm tỏ ra cho Thu biết rằng hôm đó rõ ràng mình nghe thấy mà làm như không nghe thấy chỉ vì mình đã yêu. Chàng ngẫm nghĩ, đàn bà họ tinh danh lắm. Thấy trong nhà mọi người đang quây quần đánh bạc chung quanh cái bàn tròn, Trương yên tâm không thấy cuộc đến chơi đột ngột của mình là trướng nữa. Mỹ chạy ra mời, Hợp, người quen của chàng, cũng có đấy. Cảnh cất tiếng nói, anh Trương, tình cờ nhỉ? Nhiều người quá nên Trương đưa mắt tìm một lúc lâu mới trông thấy Thu ngồi nép sau bà cụ, dáng chừng nàng chỉ ngồi ké cho vui. Hôm nay Trương thấy Thu có đánh phấn, lần đầu chàng thấy Thu có đánh phấn, nên hai con mắt của nàng Trương thấy đen và sáng hơn. Chàng nhìn Thu, trả lời, tình cờ hay không tình cờ, có lẽ không. Chàng loay hoay tìm cách giảng cho câu nói của mình có nghĩa đối với mọi người khác. Có lẽ không vì... Nhưng chàng tìm không ra và bỏ dở câu nói. Theo Mỹ đến chỗ bàn đánh bất, Tân, em Mỹ đứng lên nhường cửa. Trương làm bộ ngần ngại, nhưng sau cũng ngồi vào đánh. Tết chỉ có cái thú đánh bạc, nhưng tôi không biết đánh với ai vì chỉ có mình ăn Tết với mình. Cứ mỗi năm Tết đến, tôi lại bắt đầu buồn, buồn ngay từ chiều 30. Trương thấy Thu nhìn chàng lúc chàng nói đến câu ấy. Chắc Thu đã nhớ lại câu nói của chàng chiều hôm 30, lúc đứng ở hiên tiễn chàng ra cổng. Nhân nói chuyện về cuộc họp bạc, Thu thêm một câu. Mà em nhận ra rằng ở nhà này năm nào cũng vậy, cứ mùng 3 mới bắt đầu đánh bạc. Bà cụ ngồi cạnh Thu, mà Trương chưa biết thứ bực đối với Thu, mỉm cười nói. Chuyện, mùng 1 thì đi mừng tuổi, mùng 2 thì về quê. Câu nói của Thu làm Trương giật mình. Có lẽ Thu muốn nhắc chàng đến câu mời hôm nọ, thế mà chàng đã đến, tuy câu mời rõ ràng chàng không nghe thấy. Thu hơi lánh mặt sau bà cụ và mỉm cười, hai con mắt sáng lên có vẻ tinh nghịch. Không lúc nào như lúc ấy, Trương nhận thấy bao nhiêu cái đáng yêu trong vẻ mặt kiêu hãnh của Thu. Chàng muốn rằng những điều từ nãy đến giờ là đúng cả, và chàng muốn cái mỉm cười kiêu hãnh của Thu là cái mỉm cười được biết chàng đã mắc mưu. Trương trở nên bạo dạn, vừa rút bài, chàng cố ý nhìn Thu, nhưng lâu lắm chàng không thấy Thu nhìn mình nữa. Thu mải nói chuyện với bà cụ ngồi trước mặt về nước bài, mà lúc đó Trương đã biết thừa là phi nhị tống cửu thì tam tống bát. Cụ bà nói, cờ sự cứ thế này thì mãi gì cháu ta đến hết vốn liếng. Thu nói, cháu chỉ tiếc mất đồng hào văn mới của cháu. Nàng vừa nói vừa nhìn theo đồng hào mà Trương vơ về phía mình, vì lúc đó chàng cầm cái. Trương nhặt riêng đồng hào ván bỏ vào ví, làm như quả quyết không cho đồng hào trở về phía Thu nữa. Nhìn thấy Thu cau mày thất vọng, chàng lấy làm thích. Cũng chẳng yên lặng, loay hoay nghĩ cách dò ý tứ Thu. Dò ý trước mặt cả mọi người mà không ai có thể nghi ngờ được. Chàng để cỗ bài lên đĩa, nói, đến lượt ai bắt cái? Trường đã nghĩ ra, chàng đặt tay lên ví nói, ván này ăn được đồng hào mới ngon lạ. Chàng không có ý dằn vào hai tiếng ngon lạ, và cũng không nhìn Thu,
nhưng chẳng biết là Thu vừa nhìn mình. Hợp thì chắc không thể nào để ý, nhớ một câu vu vơ chàng nói trên xe điện được. Chàng không sợ lộ. Thu cũng có thể không nhớ đến, nhưng nếu Thu nhớ đến mà lại tỏ ra cho chàng biết, tức là Thu để ý đến chàng ngay từ hôm gặp trên xe điện, và tức là Thu có thiện cảm với chàng. Trường vừa đánh bài vừa ngóng ngóng đợi. Thu với bà dì lại mỉm cười nhìn nhau. Thu nói: "Dì thử tính lại xem, nhị với tứ với ngũ vị chi là..." "Hình như là 11 mất rồi, dì ạ." Rồi đột nhiên, không có cớ gì, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chớp mau hai hàng mi. Nàng cất tiếng nói một mình: "Rời cỡ mu mãi không thấy nắng mới." Trương sung sướng quá, nhân văn ấy được vơ tiền cả làng. Chàng mỉm cười nói, để cố diễn cho Thu biết là chàng đã hiểu rồi. Sống lúc nào cũng như phút này, thì cảnh lúc nào cũng đẹp, nắng cũng đẹp, mà mưa cũng đẹp. Chàng thở dài, để tay lên tập giấy bạc nói tiếp: "Sung sướng quá." Cụ Bát nhìn Trương nói: "Ông ấy đỏ quá, chỉ cháu mình thì chỉ thấy bất cả đời." Thu nói: "Đánh để thua với được, người được thì vui, người thua cũng thích không kém gì." Hợp nói: "Cái đó thì hơi nghi." Trường giật mình nhìn Hợp một lúc, chàng yên tâm tự bảo: "Không, Hợp không có ngầm ý gì cả." Canh bạc tan, Trương đi cùng với Hợp ra đợi xe điện. Chàng nhớ lại, trước đã định dặn Hợp đừng cho ai biết mình đã mắc bệnh lao. Nhưng lúc này thì chàng không dám nói, vì nói tất Hợp sẽ sinh nghi. Trường bắt tay Hợp lên xe điện. Chàng ngồi ở hạng nhất, Thu mình trong một góc, đầu dựa cửa kính nhìn ra đường. Thấy bóng mình trong kính, chàng lùi ra để nhìn, nhưng không rõ nét mặt. Chàng lắc đầu, xua đuổi một ý nghĩ khó chịu. Không, mình không thể chết được. Độ nọ mình đã định đến hỏi đốc tờ, mà mãi vẫn chưa đi. Chàng loay hoay tìm cách nào hỏi cho biết rõ được sự thực. Nghĩ một lúc, chàng thấy bực tức. Không, để lúc khác, lúc này mình hãy vui đã. Trương nhớ đến câu nói với Cảnh khi mới vào nhà Thu, và tự trách không nhanh trí khôn tìm ngay được cái giảng nghĩa, đến nỗi phải bỏ dở cả câu nói. Có lẽ không vì tình cờ, vì làm sao. Nhưng lần này chàng cũng không tìm được cách giải nghĩa cho xuôi. Chàng lầm nhầm tìm mãi, và công việc ấy làm chàng không nghĩ đến bệnh của mình nữa. VTC Now. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng của tác giả Nhất Linh. 3. Trương dừng lại nhìn cái biển đồng hồ treo ở cửa đề. Bác sĩ Trần Đình Chuyên, chuyên trị bệnh đau phổi và đau tim. Chàng đưa mắt tìm cái chuông bấm, tuy đã biết rằng mình không vào. Đến nơi, Trương mới thấy hỏi thầy thuốc như vậy không ích lợi gì. Chàng tự bảo: nhất là hỏi thế để làm gì mới được chứ. Nhưng cái cớ chính mà Trương không muốn tự thú là chàng sợ sự thực. Biết đâu lời thầy thuốc lại không nói đúng sự thật, vì chính chàng đã tìm ra cách để bắt buộc thầy thuốc phải nói rõ sự thật. Đã cùng Chuyên trọ học mấy năm, nên Trương biết tính Chuyên bộp chộp và thẳng thắn. Chắc Chuyên sẽ bị chàng cho vào chồng. Chàng mỉm cười quay mặt ra đường. Toàn đi thì vừa lúc đó trời bắt đầu đổ mưa rào. Trương đứng sát vào tường để tránh mưa, ngay cạnh chỗ bấm chuông. Chàng tắc lưỡi ấn mạnh vào khuy bấm một hồi lâu, ngẫm nghĩ: ta cứ vào, không dùng mưu gì cả vậy, mặc cho Chuyên khám bệnh. Bồi ra đưa chàng vào ngồi ở phòng khách. Trương với một cuốn tạp chí về y học, dở vài trang nhưng không đọc, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng mờ tối, những bức màn màu nâu nhạt. Trương thấy nhuộm một vẻ buồn âm u, như ở ngoài thế giới người đời. Ở góc buồng, cạnh cửa sổ, có để một bình sứ cắm 10 bông cẩm chướng, vàng trắng lẫn đỏ, uống dài xù xòe ra như một cái đuôi công. Mấy bông hoa trong bóng tối,
âm thầm gợi trả nghĩ đến những cái vui của cuộc đời nở ở những nơi khác. Một bông cẩm chương trắng bị gió lọt vào, làm rung động như một cánh bướm. Tưởng đến một ngày chủ nhật nắng, một ngày đã xa lắm, chàng đứng nhìn những con bướm trắng bay trên một luống cải lấm tấm hoa vàng và nhớ lại cả cái ngạc nhiên của mình khi nhìn cảnh rất thường ấy. Hình như hôm đó, chàng đã nghĩ ra được một ý tưởng gì và chỉ sực nhớ là hôm đó Chuyên cũng có đi với chàng. Tiếng cửa mở và tiếng nói làm Trương giật mình, bỏ cuốn tạp chí xuống bàn và quay nhìn vào Chuyên bắt tay người khách, rồi tiến đến phía Trương. Anh đợi đã lâu chưa? Độ này ra sao? Trương đáp. Không ra sao thì mới phải tìm đến anh. Gặp anh tức là không vui gì. Chuyên cười, để lộ cả hàm răng và lợi ở phía trên. Trương nhớ đến một câu nói đùa của Chuyên ngày trước. Anh này có gì kín thì để cả ra lợi. Chàng nghiêm trang trả lời. Anh xem hộ tôi hai cái phổi, hình như anh có máy chiếu điện. Có, anh vào đây, nhưng anh đừng lo, không sao mà. Trương vừa đi theo vừa nói. Anh chưa xem mà đã nói là không sao, đến lúc không sao thật, anh nói cũng không ai tin nữa. Chuyên nói. Nghĩa là tôi muốn nói anh đừng lo, lo là có hại, chữa là làm cho người ốm bớt lo. Trường đã định để mặc cho Chuyên xem, nhưng câu nói sau cùng của Chuyên hình như xui dục chàng dùng đến cái mưu của mình nghĩ được. Vì vậy, chàng cũng chưa quyết định hẳn. Chiếu điện cũng đã nhiều lần rồi, nên Trường thản nhiên như không. Chuyên nhìn chăm chú vào ngực chàng, thỉnh thoảng lại hừ một tiếng. Mũi Chuyên cau lại, môi cong lên để hở cả lợi như lúc cười. Trường không biết là Chuyên vì chú ý nên có cái dáng mặt ấy, hay vì hốt hoảng không ngờ bệnh chàng lại nặng đến thế. Trương hỏi giọng đùa. Thế nào anh, đã chết chưa? Chuyên giơ tay ra hiệu không muốn cho Trương làm mình đãng trí. Gượm anh, hãy thong thả. Trương không giữ, lại mỉm cười vì nghe câu đáp của Chuyên. Chàng lại nói. Phải thong thả đã rồi hãy chết, đi đâu mà vội. Đến lúc ấy, Trương nhất quyết dùng cái mưu của mình để biết rõ sự thực. Chuyên bật đèn lên, không đợi cho Chuyên bắt đầu, chàng nói luôn, nét mặt buồn rầu. Anh đừng giấu tôi nhé. Trước khi đến với anh, tôi đã chữa khắp mặt doctor rồi. Anh không biết chứ, tôi lao đã hơn năm nay. Cái chết thì tôi đã cầm chắc rồi, không phân vân gì nữa. Chuyên giơ tay nói. Ồ, anh không lo, anh đừng lo. Trương ngắt lời. Anh để tôi nói đã. Tôi không ham sống mà tôi cũng không sợ chết đến. Nhưng tôi có một việc quan trọng đối với tôi mà tôi cần phải thu xếp trước khi chết. Anh bảo thực liệu tôi còn sống được 2 tháng nữa không? Tôi chỉ cần 2 tháng là thu xếp xong việc ấy. Anh nói thực, tôi còn hy vọng sống được vài tháng nữa chứ. Tôi chỉ lo vài hôm nữa. Chuyên nói. Phổi thì không nguy lắm, nhưng tôi sợ cho là của tim của anh. Trường tái hẳn mặt lại, chàng không bao giờ nghĩ đến quả tim của chàng cả. Đã nhiều lần chàng được nghe nói đến cái nguy hiểm của bệnh đau tim, chết dễ như không, mà chết lúc nào không biết. Có người đang cầm thìa canh giơ lên môi chưa kịp ăn đã gục xuống chết. Chuyên thấy cần phải giải nghĩa thêm. Tôi muốn nói đến phổi đau có ảnh hưởng đến quả tim. Nhưng thực ra chàng muốn nói là khi ốm lao nặng, thường chết vì quả tim quá yếu. Chàng không nói rõ, thành ra câu nói của chàng không có nghĩa lý gì. Nhưng chàng không quan tâm lắm, vì Trương khó lòng biết được là sai. Chàng nói tiếp. Anh đừng lo vội, anh còn chán thì giờ mà lo liệu việc của anh. Phổi và tim ấy cũng còn được 1 năm nữa là ít. Thực ra Chuyên nghĩ, bệnh phổi của Trương nếu không có một sự gì bất ngờ, thì trong 1 năm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Có lẽ sớm hơn nữa, nhưng điều đó thì không dám chắc. Chuyên đã mắc lừa Trương. Đối với một người ốm khác, không bao giờ chàng dám nói sự thật như vậy. Lần này chàng nói ra vì yên chí là để an ủi một người tưởng mình gần đến ngày chết. Trương không hỏi gì thêm cả. Chàng đã biết rõ sự thật như ý chàng muốn. Những câu dặn dò của Chuyên, chàng không để ý nghe đến nữa. Chàng chỉ muốn đi xa thật mau.
Truyền đứng lên tiễn Trương và chàng bắt đầu thấy hối hận đã lỡ lời. Chàng đứng lại ở phòng khách, nói vớt vát lại mấy câu, mong an ủi Trương. Anh đừng lo. Trương thấy nóng ở hai tai, nghe mãi thấy tiếng anh đừng lo, chàng đã phát cáu toan nói, nhưng biết là sẽ nói những câu dồi dại, chàng lại thôi. Mặt chàng tự nhiên nhìn vào mấy bông hoa cẩm chướng và hình ảnh những con bướm trắng trong nắng một ngày chủ nhật đã xa xôi lại hiện ra trước mắt. Chuyên mở cửa ra đường, cười và bắt tay Trương. Trương nhìn vào lợi và hàm răng trên của Chuyên, rồi không hiểu tại sao chàng thấy buồn nản hộ Chuyên. Không biết đời anh này sống thì có gì vui. Một người phu xe tiến đến mời, nhưng Trương cứ cắm đầu đi dưới mưa. Chàng thở dài và có cái cảm tưởng một người bị đau nằm mê vừa chợt tỉnh để mà nhận thấy cái đau của mình. Chàng nói nhầm bằng tiếng Pháp. Hà, thế là mình sắp chết, chắc chắn. Chàng dò xem lòng chàng bị xúc động ra sao, nhưng chàng chỉ thấy bàng hoàng, chứ chưa có cảm tưởng gì rõ rệt cả. Bàn tay chàng thọc vào trong túi, sờ vào cuốn sổ tay. Tuy việc quan trọng mà chàng không nghĩ đến biên vào sổ. Chàng định bụng khi về đến nhà sẽ đem đốt sổ đi, chàng ngẫm nghĩ. Trước khi đốt, ta sẽ biên vào. Ngày... hôm nay là ngày mấy? Ta sẽ biên. Ngày 21 tháng 2, hôm nay mình sẽ chết. Chàng mỉm cười, nước mưa chảy lạnh cả trán và má. Mặt chàng mờ hẳn đi, chàng không biết vì nước mắt hay vì nước mưa. Chàng thấy tổn thức thương cho mình. Không phải thương mình sắp chết, mà là thương vì thế mình đi đẩy đọa dưới mưa một cách vô lý, như một người sắp điên. Chàng nhận thấy là mình vô lý thật, nhưng chàng biết chắc là mình không điên. Chàng nhớ đến một bức tranh khôi hài, xem trong báo vẽ một người đội giày lên đầu và nói, mình không điên vì mình còn biết là mình không điên. Trương mỉm cười lần nữa, có tiếng gọi tên chàng. Trương giật mình nhìn lên. Quang đứng ẩn hiện trong một hiệu sách, lấy tay vẫy chàng lại. Quang tươi cười bắt tay Trương hỏi. Đi đâu mà mỉm cười vui thế? Trương rút khăn lau nước mắt, nhưng Quang cho là chàng lau nước mưa. Vui vẻ quên cả đi trời mưa được thì hẳn là bị rồi. Bị gì cơ? Bị yêu cô nào rồi chứ gì, đúng không? Quang chỉ tay sang một hiệu cao lâu ở bên kia phố. Ta sang đấy đi. Ừ thì sang. Ngồi vào bàn, Quang hỏi. Uống cà phê nhá. Trương ngẫm nghĩ một lát, nói. Cà phê uống hại tim. Ai bảo anh thế? Doctor. Quang lấy tay gạt ngay. Đừng tin, láo tuốt. Uống cà phê không ngủ được, nhưng nếu uống nhiều lại thành ra buồn ngủ. Tôi vừa xem ở một tờ báo xong, vậy muốn khỏi hại tim, mỗi người uống 3 cốc, thế là tiện. Chàng ra hiệu bảo bồi. 2 cốc cà phê, thật đặc. À này, phổ kê cho anh xuống cốc một ít nước đầu thôi, còn thì nhấc lọc ra cho khỏi chát, rồi anh thêm nước sôi vào cốc. Phải thế cà phê mới thơm ngon, anh nhớ chưa? Những tay sành mới biết cách ấy. Trương nói, tôi nghỉ để chơi. Đấy chỉ là một câu nói đùa, nhưng cậu ấy thốt gợi chàng yên lặng, nhìn ra ngoài đường ngẫm nghĩ. Trời đã tạnh mưa, cuộc sống lại bắt đầu hoạt động. Một chiếc xe ô tô cổ động trước một dạp xiếc đi vụt ngang. Phía sau các tờ quảng cáo xanh, đỏ bay phấp phới. Trương tần mẩn nhìn những người bán hàng rong qua lại. Một người đàn bà vắt áo lên vai, đi sát ngay cửa hiệu, khiến Trương chăm chú. Hình như mình có gặp người này rồi. Cũng chẳng nhớ ra, người ấy chàng vừa mới gặp khi đứng lánh mưa và bấm chung cửa để vào nhà đốc tờ. Chàng thở dài ngừng nhìn trời, buột miệng nói. Thế là chắc chắn. Quang đang mải uống cà phê nên không để ý đến câu nói của Trương. Quang hỏi Trương. Thế nào, có ngon hơn không? Trương không đáp, vừa thổi khói thuốc lá, vừa nhìn Quang uống cà phê. Chàng thấy Quang lúc nào cũng dễ yêu đời, dễ vui vẻ về những việc còn con. Uống một chén cà phê được như ý muốn, hay nhìn một cô con gái đẹp đi qua, chàng cũng lộ vẻ sung sướng đầy đủ.
không còn phải băn khoăn về sự thèm muốn được hơn thế nữa. Quang có vẻ sống thong thả, như một người ăn thức ngon, ăn thong thả để được hưởng lâu hơn. Giá Quang bây giờ biết Quang một năm nữa sẽ chết, chắc chắn chết. Như mình thì không hiểu Quang nghĩ ra sao. Nhưng hiện giờ thì Quang sung sướng, chỉ vì Quang sống như không bao giờ phải chết. Trường trả lời vội cái ý nghĩ mới lộ ra lúc nãy, thì trả lời Quang. Cái ý nghĩ bỏ dở khi mải ngắm cảnh ngoài phố. Hay là mình không cần gì nữa? Chàng thấy quả tim đập mạnh. Phải, mình thì cần gì nữa? Chắc chắn là sẽ chết thì còn cần cái quái gì? Chàng sẽ nếm đủ các khoái lạc ở đời. Chàng sẽ sống đến cực điểm. Sống cho hết, để không còn ao ước gì nữa. Sống cho chán trường. Trường thấy mình náo nức, hồi hộp, mà lại sung sướng nữa. Chàng thấy sung sướng chỉ vì chàng thấy mình như con chim thoát khỏi lồng, nhẹ nhàng trong một sự tự do không bờ bến. Những cái ràng buộc, đè nén của cuộc sống đời thường không có nữa. Chàng sẽ hết băn khoăn, hết e dè, được hoàn toàn sống như ý mình. Chết thì còn cần gì nữa? Bao nhiêu điều ham muốn bấy lâu, những ham muốn không dám tự thú, hay bị đè nén đi, trong một phút bùng bùng nổi dậy, một đời mới đợi chàng. Chàng thấy nóng ở hai tai. Trương nhớ đến hôm nào vào một quán nghỉ chân, gặp một người đàn bà đương nằm ngủ. Cái ý tưởng lợi dụng cơ hội làm chàng thấy nóng ở hai tai và hồi hộp. Cảm tưởng thèm muốn hôm đó giống hệt cái cảm tưởng chàng vừa thấy. Nhưng hôm đó chàng giữ được lại và bỏ đi, hơi tiếc. Chàng cũng không hiểu rõ tại sao, nhưng có một sức mạnh ngăn chàng làm việc đó. Bây giờ thì không có sức mạnh gì ngăn cản nữa. Trương đưa mắt nhìn Quang và lấy làm lạ rằng mình trở nên một người bạo dạn hơn trước. Quang hỏi, sao hai mắt anh đỏ thế kia? Đau mắt à? Trương nói đùa, không, có lẽ tại uống cà phê, hỏa nó bốc. Quang trả tiền, rồi hai người đứng dậy. Quang hỏi, anh đi đâu bây giờ? Trương đáp, tôi ấy à, tôi về nhà. Khi nói đến mấy tiếng tôi về nhà, sao chàng buồn thế? Chàng như thấm vào người tất cả nỗi buồn điều hưu của thế gian. Chàng lạ người đi, lấy làm ngạc nhiên, tại sao vì một câu nói còn con lại có thể đau buồn đến như thế được? Trương giơ tay bắt tay Quang, rồi đứng lại tần mẩn nhìn Quang đi xa dần. Một lúc Quang đã khuất sau một bức tường ở đầu phố. Tuy Quang đối với chàng không thân gì lắm, mà chàng cũng như thế Quang đi là bảo chàng đi hẳn, để lại một mình trơ vơ trước cuộc đời. Cái dự định lúc nãy đã làm cho chàng sung sướng, bây giờ chàng thấy nó không thật được như ý chàng tưởng. Đã đành không cần gì cả, nhưng khó là làm thế nào, thật tình mình không cần gì cả. Trường tự hỏi, mình đi đâu bây giờ? Chàng không muốn về nhà, vì chàng không đủ can đảm về nhà lúc này. Về nhà đối với chàng hình như chỉ là nằm để đợi cái chết đến. Có lẽ vì thế nên lúc nãy chàng đã buồn khi trả lời câu hỏi của Quang. Trương thấy điều cần thiết cho chàng lúc đó là quên. Chàng muốn chạy theo Quang rồi rủ Quang đi bất kỳ đâu. Nhưng một ý nghĩ khác thốt đến làm Trương tươi hẳn nét mặt. Trông thấy Thu một lúc thôi, xem ra sao. Đó là điều chàng vừa nghĩ đến. Khi đến nhà Thu, Trương hơi khó chịu không gặp lúc Thu ở phòng khách để được nhìn thấy mặt ngay. Mỹ ra tiếp chàng, trông nét mặt và xem cách thức tiếp đãi. Mỹ có vẻ một người sắp phải đi chơi đâu. Trương vờ như không nhận thấy, nhưng chàng ngượng lắm. Giá lúc khác thì chàng đã đứng lên từ kiếu ngay. Lần này chàng nhất định ngồi cho đến lúc Thu ở trong nhà ra. Nếu Thu không ra thì nhất định ngồi cho đến nửa đêm, hay có lẽ Thu đi vắng. Chàng dò hỏi Mỹ, anh ở nhà có một mình à, có thể đi chơi được không? Có một mình thôi, nhưng không thể đi đâu được. Trường bực tức rằng lúc cần gặp Thu nhất lại là lúc Thu đi vắng. Chàng toan đứng dậy, nhưng chàng đã thấy trước một nỗi buồn ghê gớm đợi chàng ở ngoài kia, nên lại thôi. Đã ra rồi, lẽ tất nhiên không sao quay trở vào thăm Mỹ một lần nữa được. Trường loay hoay mãi trong cái ghế bành,
Chàng thấy Mỹ nhìn chàng như có ý nói. Không đứng dậy đi ngay đi, anh chẳng có lý gì ngồi mãi ở chỗ ấy, phiền tôi lắm. Trường biết là Mỹ rất phiền vì thấy chàng ngồi mãi, nhưng chàng cũng rất phiền vì chưa được giáp mặt Thu. Chàng biết là dáng dấp hai người lúc đó có vẻ buồn cười lắm. Có tiếng còi ô tô, Mỹ chạy ra xem và Trương cũng chạy theo, sung sướng như người thoát nợ. Tiếng Thu nói ở ngoài hàng rào. Trương đứng dừng lại, trong lòng bỗng thấy nhẹ như lông tơ. Đám mây mù u uất trong hồn chàng cũng vừa tan đi và một nỗi vui hiện đến, sáng như một quãng đời xanh ấm nắng. Thu và Hợp Lễ Mễ xách vào trong vườn một cái bồ nặng. Thu cười nói, để em xếp lại cho vào hòm xe rồi ta đi thì vừa. Nàng nhìn thấy Trương, hơi ngạc nhiên. Kìa, anh đứng ì ra đấy à, không ra xách hộ em à, mỏi tay quá rồi. Trương vẫn đứng yên. Một lúc sau Thu đang cởi dây buộc, bỗng ngừng tay nói. Anh Trương hôm nay hình như có sự gì buồn. Hợp đưa mắt nhìn Trương bảo, hay là anh đi với chúng tôi đi. Phải về quê ăn mừng thọ ông nội, nên lúc nãy Mỹ rất khó chịu, thấy Trương đến chơi ngồi lâu. Cái ý kiến mời Trương về nhà chơi tự nhiên thế sao chẳng không nghĩ đến. Mỹ lấy làm hồi đã tiếp Trương một cách quá ư lãnh đạm và muốn chuộc lỗi. Chàng trở nên rất ân cần với Trương. Anh đi nhá, chết chửa, sao tôi lú gan lú ruột đến thế. Trương mỉm cười nói, các anh làm tôi bối rối như một người biết mình sắp chết. Đi, ừ thì đi, nhưng các anh quên không cho tôi biết là đi đâu. Hợp và Mỹ cũng bật lên cười. Ừ nhỉ, nhưng điều cần là anh đi ngay được chứ. Đi ngay được. Thế là xong, đi ở lâu kia đấy, 10 ngày, anh không cần sửa soạn gì cả. Tôi cứ đi là đi, còn học thì các anh nghỉ được, tôi cũng nghỉ được. Trương sung sướng chỉ vì chàng tránh được một việc rất tầm thường, nhưng rất đáng sợ đối với chàng là về nhà ngay lúc đó. Vừa nhìn những ngón tay thon đẹp của Thu loay hoay buộc các gói, chàng vừa tự hỏi không hiểu vì cớ gì Mỹ lại trở nên ân cần đối với chàng như thế. Trương thấy ấm áp trong lòng, và từ nay về sau ở trong gia đình Thu, chắc chắn chàng sẽ không còn cái cảm tưởng rằng mình là một người xa lạ nữa. Thu nói, ô hay, ba anh nghĩ gì mà cả ba cứ đứng ngây ra thế? Ra đây giúp em đi chứ, mau, không lên tới nơi thì tối mất. Trương mỉm cười tự kiêu khi nhận thấy Thu đột nhiên vội vã, rối rít, tuy không có sự việc gì đáng vội đến như thế. VTC Now.